Khoảng 2 giờ chiều nay, tổ công tác Y8-141 cùng công an huyện Sóc Sơn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision bị kiểm soát 29F1-66090 có biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra phát hiện đối tượng Nguyễn Thành Vân sinh năm 1982, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội, giấu trong xe 25 viên nén nhiều màu nghi là ma túy tổng hợp, 5 túi ni lông chứa tinh thể trắng nghi là ma túy đá. Vân khai nhận toàn bộ số ma túy này đều là của mình. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng toàn bộ số tang vật cho công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.